số kia anh em mình ngồi khó ngồi hết, nó cao gấp cao lắm rồi. Ấy phải có cái mồm chứ. Đi hơi bị mảnh đấy. Đỉnh cao nhất là Lai Vẹt này, chị vẽ rồi. À, béo, béo dậy lúc nào, chả đi ăn sáng, ăn giếc gì cả. Ăn sáng ở đâu rồi? Đường lên đây em. Đây này. Cái gì? Thế sao không đèo bằng A này? Bà ấy phải có mồm chứ. Bà ấy đang ngồi uống nước, đang ăn sáng. Ai biết được. À, ôi, chưa được. Bắt trước mấy cái thằng tối qua quay. Thằng vô đây đâu. Hóa ra là người họ Hoàng đa số là ăn mảnh thôi. Kinh lắm. Mình cứ tưởng mình lẻn đi được. Hóa ra là đông đủ hết thế này rồi. Sợ qua thì mất. Cái gì? Chúng ăn một mình cái gì? Thằng thì ông bảo, ôi bỏ cái Hải anh ý, các thứ là thích đi lắm. Ai giờ ngồi mẹ trên này rồi. Người đẹp Hoàng Anh đang tâm sự một mình. Bao cái đó là
đẹp cái này cứ quay thôi, chả biết để làm gì. Wow, như con gà rủ hôm nay tươi thế. Buổi tối cũng có cái đẹp mà ban ngày có cái đẹp mà. Hôm nay là mình nhìn được kỹ các thứ này. Đông ơi. Đông. Giới thiệu đi. Quảng bá ví dụ chỉ trỏ giới thiệu nha. Đông. Ông giới thiệu cho anh nha. Giới thiệu đi. À, anh phải cho em tí. Chủ để lấy cái cảnh ở dưới này, chụp lấy toàn cảnh đấy đi. Ừ. Anh ở dưới thì em cao em check in xuống mới thấy. Có check được không? Được. Gần hết. Đông vai em. Đây ngồi cho thoáng này. Ở đây ngắm cảnh hay hơn này. Đông anh. Đông này. Giới thiệu đi. Anh thích chuyên gia Hoàng Đông giới thiệu cho quý vị đằng kia là núi gì ấy. Ngoài kia anh. Đây nó gọi dãy đây kia là núi cấm này, hồi Hoàng dãy Hoàng Liên Sơn này. Đâu, Hoàng Liên Sơn à? Đúng rồi, đây. Gọi được cái khu này ngày xưa em đánh trận ở đây suốt mà. Giờ à bên, thế à, thế. Bên kia có cái chỗ đang ấy kia của tập đoàn Vingroup à, cái gì để nó đang làm cái khu nghỉ dưỡng như đấy. Tới này nó sẽ cắt treo như đấy. Khu kia, kia là mấy nhà khách sạn Yên Biên, mấy khách sạn mới đang xây. Ngày xưa tàu đánh qua đây không nhỉ? Không, tàu đánh ở chỗ em, bây giờ em làm ấy. Đánh ở chỗ đấy. Hướng viên Hoàng Đông. Cái gì đâu hướng dẫn. Chuyên nghiệp phết đấy. Ông cựu chiến binh ngày xưa chiến đấu ở chỗ nào nhỉ? Bảo ngày xưa chả đánh ở đây mà mình lên đây đánh mình à? Trước em đánh ở trên khu bạn đằng anh. Ngày xưa là một đơn vị phải không? Đi đánh lẻ. Sông này vẫn là sông Hồng nhỉ, Đông nhỉ? Không, sông Lô ấy ạ. Sông Lô à? Đây là gặp đây là hết là sông Lô Hồng ở trên này. Sông Lô nhỉ? Sông Lô. Kia đứng cao hơn mình. Đúng không?
tất cả anh em họ Mạc nhà mình ra chụp phát ảnh nhỉ. Ngồi hết vào trong kia còn vị gì nữa. Ừ, kia đôi đô đôi huy động hết anh em mình ra chụp kiểu ảnh ông bà cho nó đẹp. Anh vẫn là ban tổ chức từ tối qua đến giờ đúng không? Ai bên kia tối qua em bảo tôi là trưởng ban tổ chức mày. Con này 128 ghi cứ quay giờ đến trưa mai anh được. Lấy lui. Chú đang tự sướng à? Đưa chụp cho gì về khổ đấy. Này nó mới ấn tượng như này. Đấy, anh Đô, chỉ có anh Đô mới làm được cái việc này. Đấy, cháu bảo anh Đô một phát là phải đứng lên hết. Còn nếu mà mình vào chắc là hơi khó. Và anh người nhỏ nhất cho đứng ở giữa. Ui, múa. À, dạo này hay đi xem cái gì cứ nhảy suốt. Bài múa để bài cho nhờ mấy cái bạn để đứng cái bài. Cái này đấy. Múa đẹp. Này, giả vờ e thẹn đứng sau chị. Em này. Chứ là hôm nay họp tổ đảng là chị. Ờ, đồng chí nào nhỉ? À, đấy là em đấy. Hả? Em bên... Ở ra đây. Hai em bên là em của bố em. Em của bố à? Con nhà cô ruột anh. Ôi, con kia có xe đẹp quá, rồi quay cái. Ôi, công cà phê. Bề ra bề vào. Ai à, em là ấy à? Em con chú à? À, đây à, con nhà bà cô ruột em. Con xe đẹp quá. Điểm danh nhá, quá 20 người thôi nhá. Để nhờ cái người chụp cho. Bảo anh Hùng anh chụp nha. Hùng ơi, chụp không chụp mấy kiểu ảnh ấy. À đây cuối đứng hẳn đây rồi. Kìa, em anh đứng con ai thấp đứng trước, ai cao đứng sau, xen kẽ ra thì mới nhìn thấy mặt. Anh đứng đây. Đấy, cái bật rồi. Đứng có mình nhìn. Anh em đứng gần nhau. Anh đứng đây, anh đứng ở đây. Đúng rồi. Đứng xen kẽ ra. Được chưa? Cô An Tín đứng trên trên cũng được cô ạ. Đứng thành hàng vòng cung này này. Được chưa? Đứng vòng cung. Rồi được rồi đó. Cao lên. Chiếu ảnh lên. Có đứng đây bố. Em ông ơi, đứng vào đi em ông. Đứng vào đây ông ơi. Mày ai chụp mấy tao ơi? Anh cứ nhìn máy này cũng được. Máy em thì không đôi anh. Máy nào đẹp nhất thì chụp. Rồi, máy nào cũng đẹp. Thôi được rồi. Ai nhanh nhẹn thì lập nhóm Zalo của nhà mình ấy. Xong rồi đẩy lên nhóm. Không, đấy riêng làm việc riêng của cháu. Sao? Em ui dồi ôi, em đang định nói nghe tin thế này. Em đau đầu bụng. Thế đau chưa? Không, chụp cho nó lại mưa rồi.
Đôi chim bồ câu. Mỗi pha 50 cua, nó nhiều. Mày chụp cho đôi chim gì này? Chim này chim mẹ cu gáy. Loại quá. Loại ăn thóc hơi nhiều. Để ông quay vào cút rồi. Cứ chụp ra đẹp được. Rồi, Hoàng vào đi, khẩn trương lên. Lực làm. Ủa, cái quả đấy tình cảm hơi rung đấy. Lên check xuống được mà. Được đúng không? Được. Hướng dẫn viên Hoàng Đông đang đưa anh em lên trời. Lên gì lên trời. Chỗ kia. Đây là sân con đi tô kia đúng không? Đúng không? Nào, làm một vòng tròn. Không đi đi cáp treo thôi, đi xe giờ không chưa đi được. Đây là núi cấm hay núi gấm? Đây là núi cấm. Núi cấm. Núi cấm ngày xưa nó đây gọi là căn cứ quân sự ngày xưa ấy. Thế là cấm, nói chung là cấm bình thường lên đây gọi núi cấm. Bên này có một ngôi chùa nữa. Trên tít trên đỉnh kia, đỉnh cao hẳn trên đỉnh tít trên kia là có ngôi chùa trên đấy. Có sư cũng có cái thầy trụ trì sư siếc đó. Gần như cả thành phố Hà Giang là nhìn từ đây được hết rồi nhỉ? Vâng. Ấy à, con gái Bồ Đông cũng xung phong lên đây à? Mãi chả được 20 phút. Quay xuống đồ uống, quay sang bên kia, quay lên trên này. Quay hết rồi. Đi bộ lên đây này. Nhiều mà. Đi bộ từ đây lên kia xa phết đấy. Đến cả cây ấy. Đi ngay cái đó cũng không cẩn thận nhé. Đi cẩn thận không vung bông cho rồi. À, lúc kia đi lên được à? Vâng, đi bộ lên thôi. Lên cả trên tận ngọn tháp. Lên tít trên đỉnh kia được. Nhưng mà đi bộ thôi. Chắc mất nhiều thời gian đấy nhỉ? Mất khoảng 30 phút. Úi dồi. Quan trọng là có đủ sức không nhỉ? Đấy, quan trọng có đủ sức không thôi. Thì tầm này nó cũng đã rượu dạo lắm rồi. Kia thôi kìa, anh kia quay cái quán này thôi kìa. Hả? Đây không anh đi đây quay cái quán. Ngay đây có khoảng mấy chục bậc lên. Ờ, nếu đi phát lên hẳn lên trên.